Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bồ Đề Do. Mình là Nguyên Tà Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Hiện tại bây giờ là vào những ngày chỉ thị 16, hầu như gần như toàn quốc nha các bạn. Cho nên banh bóng thật sự hiện tại bây giờ có clip để xem rất khó các bạn à. Cho nên Đại Lâm ngồi đây kể chuyện cho các bạn nghe về một cầu thủ sinh năm 1995, tên là Chuối, ở quê Kinh Bảy, Dàm Sáng, Cái Dương, Cái Dầu, Châu Phú, An Giang. Chuối là một trong những hiện tượng rất bẩm sinh và phát hiện vào những năm 2015-16 cho đến giờ các bạn. Trong khoảng 5-6 năm nay, Chuối thật sự rất đẳng cấp. Trước đây Chuối đã lên Bình Dương sinh sống và thường là lính ruột của anh Tâm sân cao tốc Bình Dương các bạn. Và hàng ngày vẫn chơi sân của anh Tâm Bình Dương, anh Tâm Đen. Chuối là một trong những cao thủ thật sự rất đẳng cấp mà Đại Lâm từng chứng kiến những trận đấu thật sự rất đỉnh cao của Chuối. Còn đây là trận thư hùng giữa Chuối và Tài ra tới cái lên ngoài bề ngang luôn các bạn. Nói chung là từ ra tới cái bờ đan bên kia luôn nha. 9 mét thôi nhưng mà bề ngang luôn các bạn. Bóng ngoài. Đây là Chuối nha các bạn. Chuối và Tài nhỏ cùng một cặp nha. Chỗ người ngoài ngồi luôn nha. Còn quyền là 9 mét nha. Đây là trận thư hùng giữa Tài và Chuối cùng cặp với nhau, gặp gỡ quyền hai vòng tại sân cao tốc Bình Dương. Xe Honda ngoài kia luôn các bạn, tới xe Honda nha. Còn cái Liên bên đây là ngồi tới ngoài này luôn nha các bạn, ngoài gần người áo xanh đội nón trắng nha. 2-1. Đấy là Chuối hiện tại bây giờ và sau này thường thì cùng cặp với Tạ hoặc đi với các anh em Bình Dương rất nhiều nơi. Và Đại Lâm chứng kiến hai lần cuộc đụng độ giữa Chuối và Linh Nhỏ. Các bạn cũng biết rồi đấy, lúc đó Linh Nhỏ cũng hầu như cũng đang gần lên tới đỉnh nha các bạn. Nhưng mà tại sân Cầu Tre, Linh Nhỏ lúc đó vào Cầu Tre và hẹn kèo ki solo với Chuối tại Cầu Tre. Và Linh Nhỏ đã thất thủ trước Chuối một lần đó tại Cầu Tre. Và lần sau hẹn lại tại sân cao tốc Bình Dương. Và một lần nữa Chuối đã khẳng định đẳng cấp của mình, hạ Linh Nhỏ liên tục. Hai lần gặp nhau, Chuối đã có chiến thắng hai lần trước Linh Nhỏ. Rất thuyết phục đấy các bạn. Thật sự Chuối cao khoảng 1m65-66 thôi, tầm đó. Nhưng mà thật sự Chuối rất lanh, rất khó chịu. Chuối thật sự rất có bẩm sinh và năng khiếu. Chuối những cái kỳ của Chuối, có nhiều lúc Chuối vuốt vuốt á, cuộn cái bóng cuộn nè, thật sự rất cực kỳ hay. Và Chuối cũng chơi thật sự kỳ đội đầu dò rất khó chịu với các bạn. Thật sự Chuối là một trong những phát hiện bẩm sinh. Mặc dù Chuối sinh năm 1995, mới chơi bóng này khoảng chừng 5-6 năm nay thôi các bạn ạ. Mới phát hiện thôi nha.
Và có một lần đụng độ thật sự rất nảy lửa, thật sự đẳng cấp lên tiếng tại sân Hóc Môn. Một cái kèo Huy Cháu Hải Phòng, Huy Cháu Hải Phòng cho bạn, cùng Quấn Bắc Giang, Dũng Biên của anh em Vĩnh Phúc vào Hóc Môn, một cái kèo hẹn giữa Sài Gòn và miền Bắc, cũng như miền Nam và miền Bắc đi. Hôm đó là ngày Tấn Đen và Thọ, hai đầu dò với Huy Cháu và Dũng Biên. Lúc đó hầu như là chủ sân không cho quay lại nha các bạn, cho nên thật sự đáng tiếc những cái kèo giữa miền Nam nhìn mắt gặp nhau không thể cho mọi người coi được, thật sự rất đáng tiếc. Và kèo Huy Cháu đã chấp chuối 1,5 m kỳ solo, Huy Cháu sân 10m5 nha các bạn, còn chuối 9m. Set đầu tiên sổ 30 mấy các bạn ạ, 37, 36, 37 gì đó, set đầu tiên. Và Huy Con rất đẳng cấp, Huy Con là một trong những cao thủ thật sự solo kỳ từng ăn cường kỳ, ăn khanh super nha các bạn, tại Hải Phòng nha. Và những solo đầu dò 2015 tới giờ là một trong những giữ đài du lịch solo đầu dò của các bạn, là Huy Cháu nha, chỉ người sau Long Kỳ thôi nha. Và trận đấu đầu tiên thì đánh 15 điểm và Huy Cháu đã gác chuối 4-5 điểm, 5 số điểm gì luôn các bạn à. Và Huy Cháu có một quả dò gà, theo Lâm còn nhớ còn biết, Huy Cháu đánh quá cẩu thả, thấy dễ ăn quá và quả bóng nó hư. Và bắt đầu chuối đã bắt nhịp được và hừng hực khí thế, chuối đã lội ngược dòng rất cực kỳ, quá hay cho cái kẹo hôm đó. Set đầu tiên chuối ăn Huy Cháu xong và cáp kèo lại bỏ vô 20 phân, 20 phân là 20 cm và 2 tấc nha các bạn, và còn 1,3 m là Huy Cháu 10,3 m và chuối thì 9 m vẫn bình thường. Và set này 6,58, set thứ hai là 58 nha các bạn, 58, set đầu 36, đúng rồi, set 1 36, set 2 58. Và chuối đã thật sự hưng phấn, tự tin đã trở lại và chuối đã dễ dàng hạ Huy Cháu set thứ hai, quá ngọt, quá dễ dàng. Tổng cộng 2 set, set đầu 36 cây, set sau 58 cây, tổng cộng là 94 cây 2 set các bạn, mà theo để Lâm biết chứng kiến nha. Đấy thực sự là một chuối rất đẳng cấp, rất ghê gớm. Hai lần gặp nhau Linh Nhỏ tại Cầu Tre và Bình Dương cao tốc, chuối đã hạ Linh Nhỏ hai lần. Và hai set gặp nhau với Huy Cháu cũng đẳng cấp của chuối đã lên tiếng đúng lúc. Và sau này các bạn có nhiều cái kèo mà để Lâm quay giữa chuối và tài gặp nhau của Quyền Hải Phòng và chuối với tài kỳ một bát pháo, bát ủi, bát một bát bơm, thì gặp Quyền Hải Phòng và Nam của Hải Phòng, hai đứa em cầm hai cái két, các bạn nào còn nhớ cái clip có gì lắm không đấy, là Quyền và Nam cầm hai cái két và tài và chuối hai cái kỳ, và hình như là bên tài chấp Quyền lại 5 tấc thì phải các bạn, 5 tấc nha. Và chuối và tài đã thắng Quyền và Nam, thật sự rất đẳng cấp của chuối và tài. Và các bạn cũng xem cái kèo mà Lâm đưa điện thoại lên cho các bạn xem đầu tiên đó, là cái kèo thật sự rất ghê. Cái sân dài 9m nè đúng không, bề ngang qua rộng hình như cái sân nó thêm 3m, hầu như là bề ngang là 15m có các bạn à, nha, sân cao tốc Bình Dương bề ngang 15m,
dài 9 mét nha. Còn Quyền cầm cái két 9 mét, thật sự Chuối và Tài đã quá đẳng cấp, quá hay. Và Chuối đã với Tài đã thắng Quyền tại sân khấu Bình Dương, cái kèo đó luôn các bạn. Và còn nhiều kèo. Và để Lâm cũng có quay nhiều cái clip của Chuối. Và có cái clip mà sang Phan Rang 1 cây, Tài và Chuối sân Đại Dương. Đấy, hai Tài và Chuối đầu dò 3 cái và sang Phan Rang 1 cây. Kèo đó thật sự hôm đó là Chuối tâm lý không được ổn định, Tài thật sự quá hay, nhưng cuối cùng phần thắng thuộc về sang Phan Rang sau set 1-2 set và Thanh Nhỏ đã thế Chuối, và cuối cùng Thanh Nhỏ đã ăn may mắn sang Phan Rang kèo đó. Nhưng thật sự mà nói thì kèo đó rất chua, tại vì sang Phan Rang quá hay và sân Đại Dương quá xa, quá rộng của sân Dubai, cho nên rất khó cho Tài và Chuối. Đấy là Chuối, một cái cây solo thật sự rất đẳng cấp của miền Nam nha các bạn. Tầm của Chuối hiện tại bây giờ, Chuối Nam Nhỏ Thọ Bến Tre, Nhân Nhỏ vân vân, nó là ngang nhau, 9-10 như nhau nha các bạn. Tài là người nổi trội nhất, Tài Nhỏ là người nổi trội nhất, còn Chuối là ngang nhau. Đấy là một Chuối đã có vợ con hay gì rồi các bạn à, và sinh năm 1995, quê Kinh Bảy, Dàm Sáng, Cái Dương, Châu Phú, An Giang. Thật sự rất đẳng cấp về solo kỳ, và sau này đầu dò Chuối cũng cực kỳ hay quá. Và Chuối cũng thường toàn là chơi kèo chế nhiều nha các bạn. Sân Đại Dương thật sự Chuối quá ghê, quá đẳng cấp. Một lần nữa để Lâm xin chúc cho Chuối cùng gia đình nhỏ của mình luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Thật sự Đại Lâm đã chứng kiến Chuối đối đầu với Linh Nhỏ và Huy Cháu cùng Quyền Hải Phòng. Thật sự mới cảm giác được đẳng cấp của Chuối. Rất ok. Bye bye các bạn nha. Hẹn các bạn là gặp nhau lại có điều gì thú vị hơn của các clip tiếp theo nha. Hiện tại bây giờ mùa dịch, mùa Covid rồi các bạn à. Cho nên ngồi kể chuyện người này, người kia cho các bạn xem lại tiểu sử như thế nào. Mong các bạn hãy ủng hộ và chia sẻ điều này cùng Đại Lâm nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Budo. Các bạn xem một tí nữa về kèo của trận đấu của Quyền Hải Phòng và Chuối cùng Tài nha, tại sân cao tốc Bình Dương các bạn. Bên kia là Quyền, còn bên tay trái màn hình là Tài, còn bên tay phải là Chuối. Sân của Tài và Chuối là tới cái vạch biên bên ngoài luôn các bạn, rất rộng nha, hai bên. Quá hay cho Quyền. 4-2. Các bạn nhớ kỹ là nghe, đây là lim của sân của Tài Nhỏ này nha. Gần tới ngoài chiếc xe Honda luôn nha các bạn, đây là cái đường bờ lim nha. Còn bên kia đây, cái lim là đó luôn nha. Hầu như sân này là 15 mét bề ngang ở bên Tài và Chuối, tầm 15 mét. 4-2. Còn bên kia Quyền 9 mét các bạn. Quá hay. Quyền có bóng quá khó chịu các bạn. Năm hai.
Nhưng thật sự kèo này Chuối và Tài đã ngược dòng lại quá hay, quá đẳng cấp. Chào mọi người nhé.